Ngày 20 tháng 1 năm 2022, Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu tiếp nhận tin báo về vụ người chết chưa rõ nguyên nhân tại xã Mù Sang. Ngày 22 tháng 2 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-CSHS. Ngày 24 tháng 10 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai phê chuẩn quyết định số 68 khởi tố vụ án khởi tố bị can. Ngày 26 tháng 11 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu xét xử sơ thẩm vụ án hình sự số 06/2022-STHT. Kính chào quý vị khán giả. Ngày 26 tháng 11 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự số 06/2022-HSST. Hai bị cáo trong vụ án đều bị truy tố về tội danh giết người. Đây là vụ án gây chấn động dư luận và hoang mang trong quần chúng nhân dân tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa bởi những âm mưu toan tính từ trước và quá trình chạy trốn của các đối tượng. Chương trình hồ sơ vụ án kỳ này mời quý vị cùng tìm hiểu về quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án đầy cam go kịch tính này. Vào đêm ngày 19, rạng sáng ngày 20 tháng 1 năm 2021, thì công an xã Mù Sang có điện báo cáo công an huyện Phong Thổ là phát hiện ra một xác nạn nhân chết chưa rõ nguyên nhân. Thì sau khi tiếp nhận tin báo thì ban chỉ huy công an huyện đã chỉ đạo công an xã Mù Sang tiến hành bảo vệ hiện trường, đồng thời triển khai lực lượng chức năng của công an huyện lên để tiến hành xác minh các thông tin ban đầu, đồng thời báo cáo đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh về nội dung vụ việc trên. Viện kiểm sát và cơ quan điều tra cũng đã lên kế hoạch để mà tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Thì ngay lúc lên khám nghiệm hiện trường tử thi thì chúng tôi là đã xác định được ngay là có cái dấu hiệu của tội phạm giết người. Lúc đó là nạn nhân hoàn toàn là bị về mặt là bị biến dạng, không xác định nạn nhân. Đối tượng đã dùng vật cứng và tấn công vào mặt nạn nhân một cách rất là quyết liệt. Đây là một cái vụ án xảy ra trong đêm ở cái khu vực đường rất hẻo lánh. Đây là khu vực biên giới mà. Chính vì thế mà cái công tác thu thập thông tin ban đầu đối với quần chúng nhân dân rất là hạn chế. Đấy, đối tượng thì không để lại nhiều dấu vết tại hiện trường cũng như trên tử thi của nạn nhân. Tại hiện trường thì có một cái phương tiện là chiếc xe máy.
Tuy nhiên thì qua kiểm tra phương tiện xe máy thì là không xác định được, không có giấy tờ thông tin gì liên quan đến chủ của phương tiện. Thì chúng tôi đã căn cứ theo cái biển số của xe máy và đặc điểm của xe máy đã thông tin cho công an tỉnh để tiến hành là xác minh về chủ phương tiện. Ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp xác lập chuyên án truy xét mang bí số 0122G, tập trung tối đa lực lượng điều tra. Ban chuyên án nhận định nạn nhân bị giết một cách man dợ như vậy là vì nguyên do gì? Trả thù cá nhân, ghen tuông tình ái hay động cơ gì khác? Đây là câu hỏi mà điều tra viên, trinh sát viên được phân công giải quyết cần phải làm sáng tỏ. Nếu như cướp thì là tài sản, đối tượng sẽ lấy luôn cả phương tiện xe. Trong khi đó thì phương tiện xe đối tượng không hề lấy. Mà xe thì dựng rất nguyên vẹn, nạn nhân thì nằm trong tư thế nằm ngửa. Không có sự vật lộn tại hiện trường. Đấy thì do đó thì cái nhận định chúng tôi là nạn nhân bị đánh bất ngờ. Thì là phải có từ hai đối tượng trở lên. Cái xe máy, khi mà xác định được cái truy tìm cái phương tiện thì lại là một của một công dân khác ở trên địa bàn huyện khác, đấy không phải là của nạn nhân. Chính vì thế mà chúng tôi đã cử nhiều mũi rà soát tất cả các bản làng ở khu vực biên giới để xác định xem là có người đàn ông nào tuổi như thế và nhận dạng như vậy, để trước mắt là xác định được nạn nhân là ở đâu, mối quan hệ như thế nào thì mới tiếp tục có những cái phương án điều tra. Khi mũi trinh sát rà soát đến xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, thì có một người phụ nữ cung cấp thông tin vào tối hôm qua, chồng chị ta đi ra ngoài gặp bạn, đến giờ vẫn chưa về, điện thoại không liên lạc được. Thông tin của trường hợp không thấy về nhà là Tẩn Vân Khai, sinh năm 1984, ở bản Đông Than. Qua cái thông tin như vậy thì là tổ trinh sát ban chỉ đạo đã họp và bàn để nhận định chính xác có đúng là nạn nhân là Tẩn Vân Khai hay không. Thì đã cho mời những người hàng xóm của Tẩn Vân Khai và người mà đang sống cùng với Tẩn Vân Khai lên để nhận dạng. Người nhận dạng đầu tiên là anh hàng xóm của Tẩn Vân Khai, thì qua nhận dạng thì chỉ xác định rằng cái xe này thì đúng là có Tẩn Vân Khai đi. Đối với người phụ nữ hiện tại ở với nạn nhân thì là mới về chung sống như vợ chồng cách khoảng mấy tháng thôi. Còn đối với chỗ vợ của bị hại thì cách đấy khoảng một năm thì đã đi xuống những tỉnh thành ở miền Trung để làm thuê. Trong quá trình điều tra xác minh thì chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Tại vì bản thân bị hại thì trong quá trình sinh sống thì lại không mâu thuẫn với ai, sống rất là hòa thuận với những người xung quanh. Tại hiện trường vụ án, cách tử thi nằm khoảng gần 1 km, tổ công tác được phân công rà soát quanh khu vực, phát hiện một gói màu đen được đóng gói giống như bánh ma túy. Tuy nhiên bên trong lại toàn bằng giấy, đất sét đóng cục. Tại phòng giám định hình sự, các giám định viên xác định nạn nhân có sử dụng ma túy trước khi chết. Ban chuyên án đã họp bàn và đánh giá khả năng vụ án này đối tượng đã lừa mua bán ma túy để thực hiện hành vi giết nạn nhân.
Lực lượng phòng chống ma túy tỉnh sau khi nhận được mệnh lệnh thì đã tiến hành rà soát toàn bộ những cái băng nhóm, những cái đường dây tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới, cùng với lực lượng hình sự để lên danh sách những cái đối tượng có khả năng giết người để bịt manh mối và không ngoại trừ rằng là tham gia bán ma túy và sau đó thì tìm cách là lừa đảo giết hại nạn nhân. Qua báo cáo của công an xã và các đội nghiệp vụ báo cáo là có hai đối tượng nổi lên, đó là đối tượng Vàng Xá Trừ và Lý A Chờ. Trước đây đã có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, hiện đang cư trú tại địa phương, vẫn còn nghiện chất ma túy và có nhiều dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy. Đây là hai đối tượng là có khả năng nghi vấn nhiều nhất, có thể là giao dịch mua bán ma túy với nạn nhân. Chúng tôi đã triển khai hai tổ trinh sát để bám sát nhà của đối tượng, xác minh về hai đối tượng trên xem có mặt tại địa bàn hay không, và xác minh về cái khoảng thời gian của hai đối tượng trên là trong cái khoảng thời gian từ ngày 29 đến ngày 20 là hai đối tượng trên có đi đâu, làm gì hay không. Và theo dõi bám nắm đối tượng thì biết là cả hai đối tượng đều có mặt tại địa phương nhưng không đi đâu, rời khỏi nhà trong khoảng thời gian đó. Thế là hai đối tượng trên thì chúng tôi đã loại ra khỏi diện nghi vấn. Ban chuyên án quyết định mở rộng rà soát sang những địa bàn xã giáp danh với nạn nhân để rà soát các mối quan hệ, các điểm nghi vấn và ai đã ra khỏi nhà vào khoảng thời gian từ 18 giờ tối ngày 19 tháng 1 năm 2022 đến sáng ngày 20 tháng 1 năm 2022. Từ những cái mũi trinh sát, chúng tôi nhận được cái thông tin rất là quan trọng. Vào đêm xảy ra vụ án, có một đối tượng nam giới tên là Phan Sơn Tông. Một người hàng xóm xác định là Tông cùng với một người nữ giới không rõ nhân thân lai lịch đã đi ra khỏi nhà vào đêm xảy ra vụ án vào khoảng thời gian là 9 giờ tối. Trong thời gian đó thì đối tượng Tông có cầm theo một vật gì nghi là hung khí của vụ án. Trước đây thì Tần Phấn Khai có mối quan hệ là bạn bè với Phan Văn Tông, là sống ở bản Mô Di San, xã Mô Di San của huyện Phong Thổ. Thì trước đây là hai người có chơi với nhau. Thế tuy nhiên là cũng không xác định cái manh mối tiếp theo liên quan trực tiếp đến cái chết của nạn nhân Tần Văn Khai. Bởi vì là Phan Sơn Tông là người không nghiện ma túy. Đấy, không có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Liệu Phan Sơn Tông có phải là nghi can của vụ án này? Ban chuyên án cử rất nhiều tổ trinh sát để xác minh những nơi mà đối tượng đã từng sinh sống và đi lao động như Hà Nội, Bắc Giang, thậm chí các tỉnh miền Trung. Quá trình xác minh, tổ trinh sát phát hiện một chi tiết rất quan trọng. Đó là trong giai đoạn đi lao động tại các khu công nghiệp giữa Hà Nội và Bắc Giang, thì Phan Sơn Tông có sinh sống với Tần Ú Mầy và Tần Ú Mầy là vợ cũ của nạn nhân Tần Vận Khai. Qua những cái tài liệu chúng tôi xác minh được thì trong cái thời gian cách ngày xảy ra vụ án khoảng 7 ngày về trước thì vợ của bị hại có gọi điện về và có xảy ra mâu thuẫn cãi nhau trên điện thoại với lại bị hại. Cái đêm xảy ra vụ án đó, Phan Sơn Tông không có mặt ở nhà. Thế và những ngày tiếp theo thì Phan Sơn Tông có xuất hiện ở khu vực đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, có nhiều cái biểu hiện bất thường. Đấy, luôn trốn tránh lực lượng chức năng, luôn trốn tránh gia đình và người dân. Đấy, và có biểu hiện lo sợ.
nhận định Phần Sàn Tông và Tần Ú Mầy là nghi can chính của vụ án. Tuy nhiên, Tần Ú Mầy đã không có mặt tại địa phương, còn Phan Sơn Tông đang có dấu hiệu bỏ trốn. Ngay lập tức, ban chuyên án cho triệu tập Phan Sơn Tông với cơ quan điều tra, nhưng quá trình đấu tranh với đối tượng hết sức khó khăn. Tông luôn tìm mọi chứng cứ bao biện cho thời gian của mình trong tối 19 tháng 1 và không thừa nhận có mối quan hệ với Tần Ú Mầy. Qua đấu tranh thì Phan Sơn Tông có khai tại cơ quan điều tra là sau khi thực hiện hành vi giết anh Khai thì là hai đôi tình nhân này bắt đầu chia tay, nói rằng nếu mà một trong hai người bị bắt thì cương quyết chỉ nhận tội của mình và không khai ra nhau. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tông khai nhận khoảng hơn một năm trước, Tần Ú Mầy bị chồng đánh, cả hai người đã rủ nhau xuống Hà Nội làm thuê, chung sống như vợ chồng. Ba ngày trước, khi nghe tin nạn nhân Tần Vận Khai lấy vợ mới, Mẩy dọa Tông nếu không cùng Mẩy đi giết Khai thì Mẩy sẽ bỏ đi Trung Quốc và bảo Khai về việc hai người chung sống và Khai sẽ giết Tông. Vì vậy, Tông đã đồng ý cùng Mẩy về Lai Châu lên kế hoạch giết Khai. Sau đó, Tông gọi điện lừa Khai rằng mình có ma túy và rủ nếu bán được sẽ chia nhau tiền. Khoảng 22 giờ ngày 19 tháng 1 năm 2022. Trong lúc Tông lừa Khai xem gói ma túy giả thuộc khu vực nương ruộng bản Lùng Than, xã Mùi Sang. Bất ngờ, Mẩy lao từ bụi cây phía sau, cầm thanh sắt dài 70cm, đập liên tiếp vào đầu khiến Khai gục tại chỗ. Mẩy tiếp tục đưa thanh sắt cho Tông, đập thêm một nhát vào cổ Khai, rồi lấy lại thanh sắt đập tiếp khiến khuôn mặt nạn nhân biến dạng. Sau đó Mẩy đi đâu không rõ, còn Tông đang chuẩn bị chạy trốn thì bị cơ quan điều tra triệu tập. Có được căn cứ để xác định Mẩy là chủ mưu của vụ án, nên cơ quan điều tra huy động lực lượng truy bắt Tần Ú Mầy để xử lý theo quy định của pháp luật. Các mũi truy tìm đối tượng ấy là đi đến các lá nương thì có một số là có cái dấu vết, nhưng mà dấu vết người để lại. Xác định đối tượng thường là ban ngày trốn trong rừng và ban đêm thì có thể là đối tượng đến các cái lán nương để tìm thức ăn. Đấy thì là các mũi trinh sát cũng tiến hành mật phục rồi tiến hành đến các lán nương để truy tìm. Ở mỗi địa bàn, vùng sâu vùng xa, đặc biệt là rừng núi và Tần Ú Mầy thì sinh ra lớn lên ở cái mảnh đất đó, thế nên thừa biết những cái vị trí lẩn trốn. Chúng tôi cũng huy động cùng với lực lượng biên phòng không biết bao nhiêu ngày đêm để lần tìm, nhưng địa bàn rất rộng. Cho đến ngày 19 tháng 8 năm 2022, ban chuyên án nhận được thông tin có một phụ nữ có ngoại hình giống với đối tượng Tần Ú Mầy đang cư trú tại địa bàn xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Điện Biên. Ngay lập tức, ban chuyên án cử ngay một tổ công tác mật phục và xác định chính là Tần Ú Mầy. Đồng thời cũng nhận được thông tin Mầy đã móc nối xin lấy chồng ở nước thứ ba và có khả năng trong thời gian ngắn Mầy sẽ sang bên đó. Tổ công tác đã xin ý kiến ban chuyên án cùng phối hợp với công an Điện Biên đón lõng khi bắt Tần Ú Mầy đang trên đường bỏ trốn tiếp.
phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu, đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng truy tố bị can Tần Ú Mẩy, sinh năm 1989, trú tại bản Lùng Than, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, và bị cáo Phan Sần Tông, sinh năm 1989, trú tại bản Tần Xéo Phìn, xã Mồ Xì San, huyện Phong Thổ cùng tội danh giết người. Nạn nhân là Tần Vạn Khai, sinh năm 1981. Trong quá trình lên kế hoạch xét xử cái vụ án này thì chúng tôi cũng phải xây dựng một cái kế hoạch xét hỏi thật kỹ và chú đáo, và mình cũng đưa ra ba cái phương án. Một là các bị cáo có nhận tội hay không. Trường hợp thứ hai là nếu các bị cáo nhận tội thì vai trò của các bị cáo tới đâu. Và cái thứ ba nữa là các bị cáo sẽ đổ lỗi cho người bị hại hoặc là đổ lỗi về cái đùn đẩy, cái vai trò trách nhiệm giữa các bị cáo với nhau. Xác định đầu tiên nếu mà về cội nguồn và cái để nảy sinh cái mà đối giết anh Khai thì đó là Tần Ú Mẩy là đề ra cái mục đích là giết anh Khai với cái mà để sống với được Phan Sơn Tông thì đầu tiên. Và cái thứ hai nữa là khi mà thực hiện tội phạm thì Tần Ú Mẩy là người quyết liệt nhất, đánh đầu tiên, nhát đánh đầu tiên đối với anh Khai là Tần Ú Mẩy, và đánh quyết liệt hơn 10 phát là cũng là Tần Ú Mẩy. Luật sư phát biểu quan điểm bào chữa và đề nghị hội đồng xét xử xem xét áp dụng những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Tần Ú Mẩy và Phan Sơn Tông để được trở về đoàn tụ với gia đình và chăm sóc cho con cái. Quá trình điều tra, bị can Phan Sơn Tông thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra, ăn năn hối lỗi. Bị can chưa có tiền án tiền sự. Đối với bị can Tần Ú Mẩy, tuy chưa có tiền án tiền sự, nhưng sau khi giết chồng đã bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan chức năng. Khi bị bắt sau thời gian trốn truy nã, bị can Mẩy không hợp tác với cơ quan điều tra, khai báo gian dối, quanh co chối tội. Mặc dù được gia đình viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt, song đề nghị xem xét không áp dụng tình tiết giảm nhẹ trong vụ án này. Đối với Tần Ú Mẩy, hội đồng xét xử cân nhắc và xem xét căn cứ vào cái tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo là thành khẩn khai báo. Hai nữa là đồng bào thiểu số sống ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa thì áp dụng điểm S khoản 1 và khoản 2, điều 51. Còn riêng đối với Phan Sơn Tông thì cũng đã tự nguyện bồi thường cho gia đình bị hại là 20 triệu. Do vậy là áp dụng thêm điểm B khoản 1 của điều 51. Và với mức án hội đồng xét xử đã tuyên là Tần Ú Mẩy là với mức án tử hình, còn Phan Sơn Tông với mức án là chung thân. Những trang hồ sơ cuối cùng của vụ án đặc biệt nguy hiểm của bị cáo Tần Ú Mẩy và Phan Sơn Tông đã chính thức khép lại. Với bản án tử hình và chung thân lần lượt được tuyên đã làm dịu bớt sự phẫn nộ của người dân về miền biên viễn. Chỉ vì thù tức cá nhân với chồng cũ mà thị ta đã biến mình từ ác phụ rồi đến ác quỷ trong mắt gia đình, trong mắt những đứa con. Hai đối tượng rồi sẽ phải thi hành bản án để trả giá cho những hành vi độc ác mà chúng gây ra, khép lại cuộc đời của những kẻ máu lạnh hạ sát nạn nhân đến cùng. Chúng tôi sẽ được khép lại hồ sơ vụ án này bằng lời nhắn nhủ: hãy tỉnh táo trước những cơn giận dữ, trước những mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng, bởi hệ lụy mà nó để lại là vô cùng lớn, nhiều nhất có thể trả giá bằng chính mạng sống của mình, hoặc cả đời sẽ bị chôn vùi giữa bốn bức tường giam lạnh lẽo như những hung thủ trong vụ án này.
Tối ngày 8 tháng 1 năm 2015, người dân ấp Tân Thành, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng phát hiện một chiếc bao tải có mùi hôi thối nồng nặc. Nghi ngờ có điều gì đó bất minh trong chiếc bao tải kia, người dân kiểm tra thì phát hiện đó là một xác chết. Sự việc ngay lập tức được báo cho cơ quan chức năng. Qua khám nghiệm ban đầu cho thấy, bọc xung quanh tử thi là một chiếc võng có màu xanh bộ đội. Nạn nhân là một người đàn ông chưa rõ danh tính. Chân tay bị trói bởi sợi dây dù màu xanh. Ở chân có neo theo hai bao tải rứa, một bao vẫn còn đựng một miếng bê tông, bao còn lại đã bị rách. Vì nạn nhân chưa rõ danh tính, nên cơ quan chức năng đã lấy dấu vân tay để điều tra, xác minh nhân thân và mẫu vật phẩm để sau này phục vụ cho công tác giám định ADN. Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân chết do bị ngạt nước, có nghĩa là khi nạn nhân bị rơi xuống sông thì vẫn chưa tử vong và không có dấu hiệu bị ngoại lực tác động. Điều này đặt ra giả thiết có thể nạn nhân tự tử. Tuy nhiên, các chi tiết nạn nhân bị trói hai tay chân được bọc vào một chiếc võng buộc chặt hai đầu cùng với hai chiếc bao tải đựng bê tông. Hai chiếc bao tải chứa bê tông mục đích để cho xác nạn nhân chìm xuống đáy sông, tránh bị phát hiện. Vì vậy, giả thiết nạn nhân tự tử hoàn toàn bị loại bỏ. Sau khi chúng tôi tiến hành khám nghiệm tử thi, thì phát hiện trên tử thi có hai bao, trong đó có một bao chứa tảng bê tông. Thì chúng tôi có nhận định phán đoán là khả năng đối tượng thực hiện hành vi phạm tội xong là dùng hai bao để vào hai tảng bê tông cột vào xác nạn nhân và di chuyển xuống sông để dìm xuống sông nhằm phi tang. Tuy nhiên là ở cái dòng sông này lưu lượng tàu ghe ra rất nhiều, thì khả năng là do cái chân dịch của các cái phương tiện nó làm gách và tạo cái lỗ hổng, nên một tảng bê tông của bên phần bao nó bị tuột ra. Từ đó là làm giảm nhẹ đi cái trọng lượng, kết hợp với cái quá trình trương thối của nạn nhân, từ đó là đẩy xác nạn nhân nổi trên mặt nước. Thì đây là những, ngoài cái ý muốn của đối tượng. Nhận định đây là một vụ giết người phi tang xuống sông. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Sóc Trăng đã thành lập chuyên án điều tra phá án và truy tìm nhân thân của nạn nhân. Để điều tra phá án một cách nhanh nhất thì phải tìm được danh tính của nạn nhân. Vì vậy, trong khi ban chuyên án được thành lập thì một tổ trinh sát được cử đến những xã lân cận nơi phát hiện ra xác nạn nhân để dò hỏi tin tức. Trở lại hiện trường nơi phát hiện ra xác chết, cơ quan điều tra nhận định đây chỉ là hiện trường giả, là nơi phi tang, và hiện trường thật ở đâu? Đó là câu hỏi mà các điều tra viên đang đi tìm lời giải. Khúc sông này cách xa khu dân cư, vì vậy để làm cho nạn nhân ngất đi, trói chân tay và di chuyển nạn nhân đến địa điểm này cùng với hai bao tải chứa bê tông rồi phi tang xuống dưới sông thì hung thủ phải là người khỏe mạnh hoặc có hai người trở lên. Trong lúc cơ quan điều tra xác minh nhân thân của xác chết thì tối muộn ngày 9 tháng 1 năm 2015, một người phụ nữ tên là Văn Thị Thủy đến cơ quan công an báo tin về việc chồng chị này là anh Trần Văn Nhân mất tích đã gần một tuần nay vẫn chưa thấy về. Chị cung cấp là cứ khoảng 11 giờ đêm ngày 5 tháng 1 năm 2013 đó, thì có một chiếc xe Honda chạy đến nhà chị và kêu chồng chị ra. Rồi sau đó chồng chị quay vô lấy cái võng và đi. Thì trong cái quá trình điều tra đó thì nó trùng khớp mấy cái võng mà mình thu được trên tử thi đó. Rồi và chị cung cấp cho cái cơ quan điều tra cái giấy chứng minh nhân dân, và cơ quan điều tra căn cứ cái giấy chứng minh nhân dân của chị và trưng cầu giám định dấu vân tay
giữa cái dấu chứng minh nhân dân và cái tử thi. Sau khi chị Văn Thị Thủy cung cấp số chứng minh thư của chồng chị là anh Trần Văn Nhân, sinh năm 1971, ở xã An Ninh, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an huyện Sóc Trăng đã trưng cầu giám định ADN và dấu vân tay của anh Nhân trên chứng minh thư với dấu vân tay của nạn nhân chưa rõ danh tính mà cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh. Trong lúc chờ đợi kết quả từ cơ quan điều tra, gia đình anh Trần Văn Nhân đã tin rằng tử thi được phát hiện trong chiếc võng màu xanh bộ đội chính là anh Nhân. Từ đặc điểm quần áo cho đến đặc điểm nhận dạng chiếc võng mà chị Thủy, vợ anh cho rằng anh đã cầm đi trước khi bị mất tích. Tình cờ thì các ông hiệu trưởng nói vụ thay ma chết cho vậy đó, vớt mà không biết ai. Đó, lần này tôi mới tóc chữ mấy đứa nhỏ cháu tôi, nó chỉ đi kiếm coi. Kiếm thằng Thanh coi phải không, thì lên trển thì người ta chôn rồi. Thì con vợ nó thì chụp, nhỏ cháu dâu đó, chụp nó đau nằm bệnh viện luôn. Thì lên trển vòng vòng thì tan vật mà chết để lại đó. Thì y chang hết chân dưới này, giỏng với cái áo lúc nó đồ đi đám cưới đó, nó cắt lại miếng miếng ta chôn đó để tan vật lại đó. Thì nó giống y chang hết. Quả nhiên, đúng như nhận định của người nhà anh Trần Văn Nhân, dấu vân tay của nạn nhân đang được xác minh danh tính hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay trên chứng minh thư của anh Trần Văn Nhân. Cùng với bản kết quả giám định ADN, cơ quan điều tra đã kết luận nạn nhân bị giết hại chính là anh Trần Văn Nhân. Ngay sau khi có kết quả giám định, cơ quan điều tra đã đến gia đình gặp gỡ với vợ của anh Nhân là chị Văn Thị Thủy. Tại đây, các cán bộ điều tra đã phát hiện chi tiết đặc biệt bất ngờ. Ở nhà của chỗ anh Trần Văn Nhân này thì phát hiện một chi tiết mà chúng tôi đã chú tâm ngay từ đầu, đó là chi tiết cái bao đựng lúa cũng cộng dây dù. Thì chúng tôi đối chiếu thì ở tại nhà của anh Nhân này là có bao và dây dù, nó có đặc điểm hoàn toàn nó phù hợp với cái bao mà sợi dây dù mà dùng để neo sát cái nạn nhân mà chúng tôi đã phát hiện. Để làm rõ hơn nguồn gốc của những chiếc bao tải và cuộn dây dù, đồng thời cũng để thăm dò thái độ của chị Văn Thị Thủy, cơ quan cảnh sát điều tra đã mời chị Văn Thị Thủy đến làm việc. Trong cuộc nói chuyện, các điều tra viên cũng không thu được thông tin giá trị nào. Chị Thủy cho biết số bao tải và dây dù chị mua từ lâu rồi, dùng đựng thức ăn cho vịt, còn dây để cột miệng bao khi vận chuyển thức ăn ra ruộng. Câu hỏi đặt ra là tại sao có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy? Có khi nào hung thủ lại chính là người thân thiết nhất với anh Trần Văn Nhân? Và động cơ giết hại anh Nhân là gì? Anh Nhân thì từ trước đến nay là sống ở địa phương, chung là từ khi mà lớn lên chưa lập gia đình cũng là cái thanh niên rất hiền lành và chăm chỉ lo làm ăn, đến khi lập gia đình cũng vậy. Rồi trong các mối quan hệ đối với chỗ làng xóm cũng như là anh em trong cái cỡ trạng anh Nhân thì luôn có cái sự hòa thuận với nhau. Rồi làng xóm thì nói chung là luôn luôn gắn bó.
nó không có gì lộn gì rà với ai chứ á, xóm ghiền là nó ở đời được lắm, mà nó hai chồng cũng đậm ấm, không có gì lộn gì lão chứ á, nó đi trồng mía ghe này tới ghe nọ xuồng xuồng với à, chứ không có gì gà chứ vợ chồng cũng đậm ấm lắm mà sao kỳ không biết. Qua những thông tin thu thập được từ quần chúng nhân dân, anh Nhân không hề có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Bản thân cũng nghèo và không có bất kỳ tài sản giá trị nào trên người. Nhưng có một thông tin quan trọng hơn cả mà người dân cung cấp. Và đó cũng chính là nguyên nhân mà gần đây người ta thấy vợ chồng anh Nhân to tiếng với nhau. Trong khi trước kia, vợ chồng anh được tiếng là hòa thuận, đầm ấm. Là quần chúng nhân dân ở xung quanh nhà của nạn nhân, chỗ anh Trần Văn Nhân này cung cấp là ở địa phương thì trong quá trình cuộc sống hàng ngày thì giữa vợ chồng của anh Nhân và chị Thủy này thường có hay mâu thuẫn với nhau, là trong cái vấn đề mà chị Thủy này có cái mối quan hệ tình ái nó không có đúng đắn ở bên ngoài với một người đàn ông khác tên là Trần Tấn Thanh. Thì chỗ Thanh này là cũng là mối quan hệ là em bà con chú bác với chỗ nạn nhân Trần Văn Nhân. Thì lúc đó chúng tôi là phanh dùng lại đối tượng, tập trung lại là những người gần gũi, mà nhất là chỗ chị Thủy với anh Trần Tấn Thanh. Từ khi chị Thủy được cán bộ điều tra mời lên để lấy lời khai và hỏi về chiếc bao tải và sợi dây dù, khi trở về, chị Thủy có biểu hiện bất thường, bồn chồn, lo lắng và liên tục gọi đến số điện thoại của anh Trần Tuấn Thanh. Anh Trần Tuấn Thanh làm nghề tự do và là hàng xóm, có anh em họ hàng với anh Trần Văn Nhân. Mấy bữa nay tôi thấy anh muốn biết anh đi đâu có làm gì đâu không? Mấy bữa gặp nó, cái liên quan cái bao với thì dây hỏi nó làm gì, không có trả lời, đặt nó đi. Để xác minh thông tin trên, các trinh sát đã đến cửa hàng tạp hóa, nơi người dân nhìn thấy Trần Tuấn Thanh có mua bao tải dứa và cuộn dây dù. Tại đây, chủ cửa hàng đã xác nhận chính xác là vào thời điểm cách đó khoảng 2 tuần, khi anh Nhân chưa mất tích, thì anh Trần Tuấn Thanh đã đến và mua mấy bao tải dứa và cuộn dây dù màu xanh giống như hình ảnh mà các trinh sát cung cấp. Qua công tác xác minh, thì chỗ tiệm tạp hóa và ở nhà của chị Văn Thị Thủy, và cái đoạn dây dù mà chúng tôi thu được ở cột ở trên chân của tử thi đó là cùng một loại dây dù. Và từ đó chúng tôi đưa đối tượng Thanh và cái đối tượng tình nghi cùng với chỗ chị Thủy để tiếp tục điều tra xác minh để phá. Đã có đủ căn cứ để triệu tập chị Văn Thị Thủy và Trần Tuấn Thanh phục vụ công tác điều tra. Thì ngày 11 tháng 1 năm 2015, cơ quan điều tra nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc chị Văn Thị Thủy đã uống rượu hạt mã tiền để tự tử, nhưng được người nhà phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời. Hiện đang nằm theo dõi tại phòng khám đa khoa huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Chúng tôi đặt ra một giả thuyết, đặt câu hỏi là tại sao chị Thủy này phải uống sâu tự tử, áp lực nào, cái nguyên nhân nào mà dẫn đến là chị Thủy này phải đi tự tử. Trong khi đó là hai đứa con của chị Thủy, anh Nhân ở nhà, không ai chăm sóc. Nếu mà chị Thủy chết đi rồi thì bỏ lại hai đứa con cho nuôi. Vì áp lực, nguyên nhân nào mà buộc mà dẫn đến là chị Thủy này là phải tự tử. Có phải chăng là do là chị Thủy này liên quan đến cái chết của chồng mình mà có cái uẩn khúc gì đây mà không thể nói ra, thì lúc đó chúng tôi càng khẳng định hơn nữa là chị Thủy này là liên quan trực tiếp đến cái chết của chồng chị Thủy là anh Trần Văn Nhân. Trong khi chị Văn Thị Thủy đang được cơ quan điều tra theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện, thì ngày 12 tháng 1 năm 2015, cơ quan điều tra triệu tập đối tượng Trần Tuấn Thanh để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, khi nhìn thấy lực lượng chức năng thì đối tượng đã có ý định bỏ chạy. Ngay lập tức, Trần Tuấn Thanh đã bị khống chế đưa về cơ quan điều tra.
Tại cơ quan điều tra, Thành quanh co phủ nhận việc bản thân có liên quan đến cái chết của anh Nhân. Nhưng khi cán bộ điều tra đưa ra những bằng chứng không thể phủ nhận, Trần Tuấn Thành đã buộc phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Câu chuyện bắt đầu từ việc Trần Tuấn Thành có tình cảm sâu đậm với chị Văn Thị Thủy, tức là vợ của anh Trần Văn Nhân. Vì mong muốn được ở bên nhau, nên hai người đã bàn kế sát hại anh Nhân. Để thực hiện kế hoạch, Thủy nói Thành đi mua một chai thuốc ngủ dạng siro và bao tải dứa cùng dây dù mang đến cho chị Thủy, chờ thời cơ thuận lợi để ra tay. Khi Trần Tấn Thanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cơ quan điều tra lập tức ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Giang Thị Thủy. Tại cơ quan điều tra, Giang Thị Thủy cũng đã khai nhận toàn bộ quá trình thực hiện hành vi sát hại anh Trần Văn Nhân. Tự nhiên cái em ở nhà, cái khuya chồng có nhà cái hãy nhắn tin vô máy em á. Nói tôi thấy anh Năm đi nhậu chỗ nào, nói quán nào vậy đó. Nói xấu chồng tôi vậy đó, nhưng mà có chỗ này thường thường vợ chồng thường hay gây lộn, cũng thấy có gây chị gây lộn nghe được thì bắt đầu qua em đang buồn thì có người khác qua nói với em này kia kia nọ, rồi em thì ngủ không biết gì hết trơn, giận chồng thì sanh ra hư luôn đó chị. Em vô trại giam mấy chị cũng hỏi nữa đó, tại sao làm gì, cái em cũng nói nhiều lúc buồn mình gây lộn với chồng mình thì có người khác lại ăn ủi động viên mình, cái mình xa ngã liền, mình ngu sẽ nghe lời người ta làm tan nhà nát cửa. Theo lời khai của Văn Thị Thủy thì tối ngày 5 tháng 1 năm 2015, Thủy biết anh Nhân đang đi nhậu sắp về. Thủy pha chai thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn vào bình nước lọc, hy vọng anh Nhân đang đi nhậu về sẽ khát nước. Đúng như nhận định, sau khi nhậu say về, anh Trần Văn Nhân đi vào nhà tìm bình nước và uống hết ca nước đã được chị Thủy pha thuốc ngủ. Khi thấy anh Nhân ngủ say, Thủy ra ngoài gọi Trần Tuấn Thanh vào. Sau đó, Thanh dùng dây dù chuẩn bị sẵn, siết cổ. Thấy anh Nhân không còn cử động nữa, hai người dùng dây dù trói chân tay và bọc anh vào chiếc võng, đồng thời lấy hai bao tải đã chuẩn bị sẵn, bỏ hai miếng bê tông cột vào chân của nạn nhân. Đến khuya, hai người cho nạn nhân lên thuyền trên khúc sông trước nhà và chờ cách nhà chị Thủy khoảng 3 km rồi đẩy xuống sông. Không ngờ mà đâu tính là nó đi chết bờ chết bụi đi ăn nhậu rồi thôi, chứ mà bị Thủy thì nó đặt điều ra thì nói anh Nhân đi nhậu, nó vậy đó, nó anh Nhân đi nhậu không à. Tôi mới thấy vậy, nhỏ này sao đi nhậu mà 2-3 ngày mà chưa gì vậy. Vợ tôi đi hỏi sao kỳ vậy, nhậu gì dữ vậy. Nó bịa ra nói anh Nhân nhậu không à, chứ quái gì mình có hay đâu, không hay luôn. Lời khai của Văn Thị Thủy và Trần Tuấn Thanh về hành vi sát hại anh Trần Văn Nhân chưa có sự thống nhất với nhau. Thanh cho rằng người siết cổ anh Nhân là chị Văn Thị Thủy chứ không phải mình, trong khi Thủy khai người siết cổ anh Nhân là Trần Tuấn Thành. Để có đủ căn cứ để đưa ra kết luận cuối cùng, hoàn tất điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức cho thực nghiệm điều tra đối chất giữa Văn Thị Thủy và Trần Tuấn Thành. Tại hiện trường, khi hai người giáp mặt nhau và cùng nhau thực hiện lại hành vi siết cổ nạn nhân, thì Trần Tuấn Thanh đã thực hiện hành vi siết cổ anh Nhân đúng như lời khai của Văn Thị Thủy. Và Văn Thị Thủy là người giúp sức cho Trần Tuấn Thanh. Vì theo lời khai của Thủy, trong khi bị siết cổ, anh Nhân đã bất ngờ tỉnh dậy và có phản kháng.
Thủy đã ngồi đè lên người anh và giữ chặt tay cho Thanh siết cổ đến khi thấy anh Nhân không còn cử động gì nữa. Anh Nhân lúc đó mới chỉ bị ngất đi. Hai kẻ thù ác tưởng rằng anh đã chết, bọc anh Nhân trong chiếc võng, đồng thời buộc thêm hai bao tải chứa bê tông nhằm mục đích cho xác anh Nhân mãi mãi chìm xuống đáy sông. Thế nhưng lưới trời lồng lộng, tùy thừa khó thoát. Một chiếc bao tải không hiểu lý do gì mà bị rách, khiến miếng bê tông rời ra. Sức nặng của một bao tải chứa bê tông còn lại không đủ sức níu giữ xác nạn nhân nằm lại dưới đáy sông. Nó đã nổi lên, tố cáo tội ác của những kẻ mất nhân tính. Tội ác sẽ phải trả giá và bị pháp luật trừng trị. Trần Tuấn Thanh đã bị tòa án huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng tuyên án tử hình. Văn Thị Thủy vì đang nuôi con nhỏ nên nhận được sự khoan hồng của pháp luật với mức án tù chung thân.